Em xin phép chào tất cả các cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là cái phiên lăn rừng tối ngày 9 tháng 9 năm 2018. Là ngày hôm nay thì em có một cái loài lăn là giả hạt và trúc mành và một số ít trúc bạc bà. Rồi, nói chung là hàng về lúc nào thì em làm lúc đó. Đấy. Đầu tiên thì giả hạt hôm nay là giả hạt ở vùng Đắk Lây và trúc mành thì ở vùng Tum Rông nha mọi người. Đấy. Rồi em sẽ quay trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu là kênh em là kênh của Núi Rừng Tây Nguyên Channel, số điện thoại liên hệ 01206 15694, đó là cái số điện thoại mọi người hay trao đổi các mặt hàng làm với em chỉ dùng một số duy nhất thôi nha mọi người. Rồi, ngày hôm nay thì hàng về rất là đẹp, nói chung hàng rất là ok. Rồi, em đã sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng phần cụ thể và sẽ giới thiệu cụ thể từng phần cho mọi người xem. Và tối hôm nay em bán là sáng ngày mai em sẽ cố gắng đóng hàng gửi đi sớm cho khách nha. Đấy. Rồi, mọi người xem kỹ phần nào là chốt luôn phần đó nha. Rồi. Rồi, đầu tiên là em vào cái gì Đắk Lây số 1. Thì khủng bố đấy. Hiện nay em bán với giá là 2 triệu 8 cho người. Đây mọi người nhìn là rất là đẹp này. Đấy, hàng bốc rừng đấy. Đây có 3 thân tơ, 3 thân tơ và rất là nhiều thân già đấy. Thì rất là to nha mọi người đấy. Mùa này thì mọi người sổ hoa đấy. Thân này rất là xanh, tỷ lệ xanh xanh thân xanh lá rất là cao nha đấy. Nói chung nó cũng vẫn còn một ái nhưng mà tỷ lệ đủ ái lên đó. Đây mọi người nhìn kỹ đây. Đấy, lá cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Lá nhộng nhưng mà. Đấy. Lá nhộng, hình lá nhộng nè. Đấy. Một kiểu lá cũng rất là đặc biệt. Đây, lá cũng rất là dài, xanh bóng. Đấy. Rồi cái này còn có ba mầm tơ nha mọi người. Đây, những cái dừa nhà thành rất là đặc biệt luôn. Còn hoa. Hoa rất là sai. Đấy, để những cái bồi đốt hoa rất là to nha mọi người. Đấy. Người nhìn vào kỹ này. Đấy. Còn hàng này là hàng xổ số nha mọi người. Em bán 100% là hàng xổ số. Về bốc rừng đây. Nguyên về. Đấy. Hoàn toàn tự nhiên nha mọi người. Rồi. Cái chiều dài của cái thân này 1, 2, 3, 4, cỡ khoảng 80 phân. 80 nha mọi người. Đấy. Ngọn đã thắt rồi nha mọi người. Giờ chỉ chờ xuống lá thôi. Xuống lá và ra hoa thôi. Cái 80 phân, tất cả các ngọn đều 80 phân. Đấy. Rồi, nói chung là ngọn thác hết rồi, thác ngọn hết rồi. Đấy, thác ngọn hết rồi nha mọi người. Rồi, cái dây này em bán với giá là 2 triệu 8 nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, tuyệt vời luôn đó mọi người. Nhìn là mê mắn luôn. Rồi, đó là dây số 1 nha mọi người, giá 2 triệu 8. Rồi tiếp theo em sẽ đi qua cái dề thứ hai. Dề này em bán với giá 1 triệu 2. Đây, dề của nó đây. Hàng bốc rừng. Đấy. Cây này là lá là xanh đậm luôn nha mọi người. Xanh đậm luôn. Và trên thân, trên lá này rất màu xanh rất là điển hình. Lá này là kiểu lá tre. Đấy. Mình thấy không? Lá tre. Đấy. Còn cọng hoa của nó thì đây. Em người thấy những cái vết hoa rất là thì là rất còn rất là to chứ. Đấy. Cái bồi hoa nó rất không hề nhỏ đây. Đấy. Đặc biệt là cái vòng trung tâm là hoa rất là to, thơm, hương thơm rất là nồng nàn. Đấy. Ngay từ khi còn búp là đã có mùi thơm rồi. Đấy. Rồi cái dề này dài khoảng 1, 2, 3, 4, khoảng 80 phân nha mọi người. Cái này có khoảng hơn 80 phân. 2, 3, 4, hơn 80 phân. Đấy. Đây là dề thứ hai. Góc nhìn của mọi người đây. Đây, dề rất là đẹp nha mọi người. Đấy, mọi người cầm cái thế tự nhiên của nó. Này là thế rũ. Đấy. Rồi, đó là cái dề số 2, 1 triệu 2 nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là đến dề cái dề số 3. Dề số 3 cũng 1 triệu 2. Đây, nguyên dề nha mọi người. Đấy, hàng bốc rừng, mọi người tự nhiên. Đấy, mọi người nhìn là biết liền. Hàng của em bán là mọi người nhìn là mọi người biết hàng rừng 100%. Đấy. Hàng này là người địa phương người ta đi bốc về nha mọi người. Đấy, anh này rất là dài này.
chiều dài khoảng hơn 1 mét đó. 1, 2, 3, 4, 5, hơn 1 mét. Đây, nhìn mọi người thấy là rất là tuyệt vời luôn này. Đây, ngồi tự nhiên mọc như thế này đây. Này đính vào một gốc cây và nó thế như thế này. Rồi, đó là cái dừa số 3. Dừa này 1,2 triệu nha mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là dừa số 4. Dừa số 4 bán với giá là 1 triệu. Đấy. Lá gần chân là lá mít nè. Đấy. Lá cũng dày, cũng bóng nha mọi người. Đấy. Đây. Đây, hoa của nó vôi hoa rất là to nè. Đấy, những cái hoa lại là rất là to. Đấy, hàng này là hàng rất lây là hương thơm rất là quyến rũ luôn nha mọi người. Đấy. Đấy, mọi người về ghép như thế này đây. Nó tư thế của nó ngồi tự nhiên là nó như thế này nha mọi người. Đấy. Rồi, để thì nó nhìn như thế này thôi, còn mọi người về ghép vào tự nhiên. Vừa ghép vừa giữ thân giữ ngọn. Có thể dùng những cái dây buộc vào là mọi người trồng thôi. Đấy. Rồi, tiếp theo là về số 5. Đây, về số 5 800. Đây. Đây cũng vậy. Nó mọc ngồi tự nhiên như thế này. Mọi người có thể về cầm cái tư thế rũ của nó nha. Đấy. Thế tự nhiên nó đây. Hàng mốc rừng. Đấy. Người thấy nhìn cái gì cây là biết liền. Đấy. Mua hàng mấy em mọi người để, chịu khó để ý là mọi người biết. Đấy. Còn em bán 100% là hàng mốc rừng. Và mặt hoa là số. Khẳng định. Đấy. Còn không có cái hàng tàu lao đâu. Đấy. Đó là về số 5. 800. Chiều dài của này 1, 2, 3. Khoảng hơn 60. Rồi. Tiếp theo là đến về số 6. 800 nha mọi người. Dây này cũng có 3 mầm. Đấy. 3 mầm nha mọi người. Đấy, hàng nguyên dừa gốc rừng. Nói chung là cái này là nó hơi rũ thôi. Nên cầm cũng khó, nên mọi người về bỏ vào chậu hay ghép vào giả thể thường buộc những cái thằng tơ thằng ấy rồi nó cho nó chắc chắn. Đấy. Nhưng mà hoàn toàn đẹp nha mọi người. Đấy, lá của nó như thế này này. Đấy, lá cũng rất là đẹp. Đấy. Thế này là sẽ đứng rồi. Mà do trong quá trình mà cầm lên không giữ được này nó ấy đấy, người nhìn thế này. Rồi. Đó là cái gì số 6 800. Rồi tiếp theo về số 7. Về số 7 em bán với giá là 700. Đây, về này cũng có hai thân tơ, một thân tơ đẹp và một thân tơ cũng không bình thường, này rẫn ra hoa bình thường nha mọi người. Đấy. Hai mốc rừng đấy. Đấy mọi người thấy. Đây. Rồi, mọi người về ghép và giữ cái thân tơ nó nha mọi người. Nhiều lúc nó dài quá, nó yếu, uống cái thân xuống. Đấy. Nhưng mà không có vấn đề gì cả. Rồi, đó là cái gì? Đây, thân tơ nó 1, 2, 3, hơn 60 phân. Đấy, thân dài đây. Còn hoa ra hoa bình thường nha mọi người. Những cái cuống hoa rất là to. Đấy, khỏi hoa ở vùng con tum thì hoa khỏi phải chê rồi nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là cái gì số 7. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu cái dừa số 8. Đây, dừa số 8 bán với giá 500. Đấy. Đây, hàng nguyên bốc rừng. Đấy. Chiều cái cây như thế này. Rất là đẹp nha mọi người. Để cái tư thế tự nhiên của nó thì rất là đẹp thôi. Chứ không phải như thế nào cả. Đấy. Lan gì cũng thế. Ở bốc rừng bèo người bỏ thế tự nhiên thì nó sẽ đẹp. Cái tư thế của nó. Tại vì trong rừng nó đã mọc như thế là 2. Và hơn 60 phân nha mọi người. Đó là cái dừa số 8, 500. Rồi tiếp theo cái dừa số 9. 500 nha mọi người. Đây. Em sẽ cầm từng tư thế cho mọi người xem. Đấy, mùa này về số hoa vô tư. Đấy. Đây, có những cái thân nhỏ như thế này, hoa rất là to này. Đây, cộng hoa nữa. Đấy. Những vết hoa là mọi người biết rồi đấy. Đấy. Cộng nhỏ xíu 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 như thế này mà hoa cuống hoa rất là to này. Đấy. Rồi, đó là số 9, dài 1 2 rồi khoảng gần 60 phân. Rồi. Tiếp theo về số 10. Đây, về số 10, 500. Đây, anh này cũng thế. Mọi người về trồng ghép vào níu cái thân tơ một tí nha mọi người. Đấy, nhiều lúc nó nặng quá. Đấy, cái thân, cái ngọn nó dài quá, nó nặng. Đấy, 1, 2, 3, gần 70 phân rồi mà. Đấy, thân dài nó rất là dài. Đây, những cái đốt hoa này. Rất là to. Đấy, những vết hoa để lại đây nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là cái gì số 10, 500.
Rồi, tiếp theo là về số 11. 500. Đây. Đấy. Mà tự nhiên thấy con nói như thế này. Những cái cong như thế này là do trong rừng, mọi người biết không? Là có dây, có nhựa, có đồ đó. Là nó tới đó là nó uống qua bên đường này để leo đường khác. Đấy. Còn về này thì nó có những cái vết như thế này. Đấy. Ngoài tự nhiên thì nó như thế này này. Đấy. Đấy, thế thôi. Chứ không có gì ấy thế. Không có gì khó hiểu ấy. Đấy. Trong tự nhiên thì nó mọc như vậy. Rồi, đó là phần số 11. Rồi, tiếp theo là đến phần số 12. Phần này là em bán với giá là 500 bả về. Đấy. Và Đắk Lây hết nha mọi người. Đấy. Này là người dân đi ở vùng rừng Đắk Lây. Và đây là được nhiều tốt thợ săn đi lấy nha mọi người. Đấy. Rồi, hai, giờ thứ hai, tiếp theo giờ thứ ba. Rồi, mọi người ai chưa có giống này thì mọi người lấy về nha. Cây hoàn toàn đẹp, khỏe khoắn nha. Đấy. Da thì sức sống nó cao. Rồi, là phần số 12. Rồi, tiếp theo đến phần số 13. Phần số 13, 500 hay gì? Đây là một gì đầu tiên này. Đấy. Đây là gì đầu tiên. Đấy. Mọc như thế này. Rồi, tiếp theo là gì thứ hai. Đây, rong rêu mọi người thấy không? Rong rêu, rong. Này, mọi người thấy có một cái mầm nó mới lên là do cái thân mẹ của nó. Nó lên và nó bị con gì ăn hay là nó bị gãy rồi. Nó sẽ nứt ra một cái mầm mới để duy trì, tiếp tục duy trì nội giống. Đây mọi người nhìn cái thân mẹ của nó này. Đây thân mẹ của nó em đo được 1, 2, 3, 4 luôn. Đấy, thân mẹ của nó là dài 80 và hoa rất là sai này. Đây mọi người thấy cũng hoa nó rất to. Đấy, đây là thân mẹ của nó đó. Đây mọi người mới nhìn đây thì nhìn nó xấu. Đấy, thật là xấu đó. Nhưng mà không cái giống của nó, bản chất của nó là nó dài rồi nha mọi người. Đấy, cây mẹ của nó đây. Đấy. Cây mẹ của nó đây. Và cái đang nứt lên một cái mầm non. Đấy. Nhưng không hề xấu nha mọi người. Đấy. Mới nhìn qua thì mọi người kêu xấu xấu chứ không chứng minh đâu. Một cái thân nhà mẹ của nó dài và sai hoa. Đấy, cúng hoa rất là bự. Không phải nhỏ. Đấy. Rồi, hoa thì số số. Rồi, đó là phần số 13, 520 gì. Rồi, tiếp theo đến phần số 14. Phần số 14, 520 gì. Đây, đây là gì đầu tiên. Đây mọi người thấy rêu. Những cái vết rêu này bám vào cây nè. Đấy, hoàn toàn tự nhiên. Đấy. Đây là gì thứ nhất. Đấy. Gì thứ nhất nha mọi người. Rồi, tiếp theo là cái gì thứ hai. Đây, gì này hơi bị đẹp luôn đó. Đấy. Lá thân có sọc. Đấy. Đây, cái mặt dưới của nó đây. Đấy. Rồi, cái này rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đấy, lá của nó đây, đầy đủ lá. Hoàn toàn đẹp. Rồi, đó là cây số 14. Tiếp theo là cây số 15. Phần số 15, 504 gì? Đây là gì đầu tiên? Đây là gì đầu tiên nha mọi người. Theo là về thứ hai. Này, về thứ hai. Rồi, tiếp theo là về thứ ba. Về thứ tư. Cái này mỏng manh nhưng mà thân lá cũng hơi xanh xịt đấy. Đấy, nhưng mà em bán đó. Mọi người thích cái nào lấy cái đó về chơi. Còn mặt hoa thì số thôi. Rồi, đó. Tiếp theo là phần số 16, 503 về. Đây là về đầu tiên. Rất là đẹp luôn đó mọi người. Tiếp theo là về thứ hai. Đây, thân mẹ dài đây. Rồi, tiếp theo là về số 3. Cây này cũng thân xanh nhưng mà vẫn còn pha một chút đấy. Rồi. Đó là phần số 16. Rồi. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay là em sẽ đến phần giả hạt. Đây là thì em có một cái nguyên bản đắc lây thân nù nha mọi người. Đấy. Đây, nguyên bản đắc lây thân nù. Đây mọi người thấy mọc trong tự nhiên không? Có cả lá, cả ấy nữa. Nhưng mà khúc này nó... khả năng người ta chặt được, người ta chặt mang về. Đấy, mà có. Đây mọi người thấy thân mẹ nó không? Thân mập nù. Đấy. Mập nù nha mọi người. Đấy. Đây thân mẹ thứ nhất, đây thân mẹ thứ hai. Mọc từ thép rất là đẹp. Đây. Rất là tuyệt vời luôn. Đẹp đúng không mọi người? Tuyệt vời, không thể chỉ vào đâu được. Rồi. Đây mọi người thấy không? Trên cây này giống như là cây, cái loại cây gì mà nó tựa ra như máu á. Máu cây á.
Này là nhựa cây nha mọi người. Đấy, nhựa cây. Nhựa cây nha mọi người. Đây, nhựa cây máu đỏ đỏ này, rỉm rỉm nhựa đỏ luôn này. Đấy, nhìn như máu. Đấy. Rồi, một hai em da mọc rất là đẹp. Rồi, cái nguyên bản này, nguyên bản đất lay nha mọi người, em bán với giá là 900 nha. Rồi, khách nào nhanh tay thì sưu tầm thôi. Đấy. Rất là tuyệt vời. Rồi, tiếp theo là đến phần kiến. Tiếp tục ngày hôm nay là một phần kiến của nha mọi người. Phần kiến may mắn với giá là 2 triệu, chỉ có một phần kiến duy nhất thôi. Đấy. Rồi, gồm những con kiến như thế này. Đây là kiến đất lay nha mọi người. Đấy. Kiến đất lay. Khoảng rất là nhiều con nha mọi người. Hôm qua cụ thể cho từng con một cho mọi người cùng xem. Chung em quay nhanh thôi cho mọi người, còn mọi người ấn đếm cái nào thì đếm nhau. Anh này hơi xanh xanh nè. Này thân đỏ. Đấy, mọc đỏ lùn vậy nè lắm ấy. Đây, một con kiến đỏ Âu luôn. Đây. Khách nào có nhu cầu chơi kiến thì mọi người lấy cái lô này về chơi nha. Nè. Kiến rất là ok. Rồi. Nói chung là rất là nhiều nha mọi người. Nếu mọi người tự đếm nha, còn bao nhiêu thì em chỉ có một phần thôi là em gửi đủ chân đai cho mọi người. Đấy, không có thiếu mọi người con nào đâu mà lo. Đấy, con này kiến đỏ Âu mà, đỏ tím luôn. Đây, con này cũng thế, tím rìm luôn. Rồi, chân đai con. Rồi, cái lô kiến này em bán với giá là 2 triệu nha mọi người. Rồi em quay cụ thể rồi. Đấy, phần số kiến số 18. Rồi, rồi tiếp theo ngày hôm nay là đến có một ít suất trúc mành, trúc mành con tâm nha mọi người. Đấy, trúc mành con tâm 300.000 một bó. Cái dòng trúc mành của con tâm là đốc to, đốc nó to nha mọi người. Đấy, đốc to mập. Đấy, khác với lại những cái đốc trúc của các vùng khác nha mọi người. Đấy, trúc Lào hay trúc Bắc cái này kia là nó không có đốc to như thế này đâu. Rồi ngày hôm nay chỉ có được 300.000 một bó, là được 4 bó, em đã bó sẵn rồi. Đấy, chỉ có bóng bó duy nhất thôi nha mọi người. Đây. Đây bán cho mọi người chưa có trúc thì sưu tầm. Rồi, bóng bó, ngoài bóng bó này ra thì có bóng cái về trúc mành riêng biệt này. Cái về trúc mành thứ nhất, trúc mành con tôm 500.000 một về như thế này. Đây. Đây rồi, đó là về thứ nhất. Rồi tiếp theo là về thứ hai này, cũng 500, nói chung về nào cũng 500 nha mọi người. Về thứ hai 500. Đó, cái nào cũng có đặc điểm riêng của nó. Đấy. Rồi, tiếp theo là về thứ ba, về này cũng 500. Đấy. Đấy. Rong rêu này. Mấy cây dương sĩ bám vào. Rồi. Đó là về thứ ba, tiếp theo là về thứ tư. Đây, về này cũng 500. Đấy. Chỉ có bóng gì duy nhất thôi nha mọi người. Đấy. Hàng rất là đẹp rồi. Đấy. Không thể chê vào được. Đấy. Đốc trúc của con tôm nó to, mập. Đấy. Rồi, không nhầm lẫn và đảo được nha mọi người. Rồi, ngày số 4. Rồi, tiếp theo là ngày hôm nay là đến phần giá trúc Phật Bà. Trúc Phật Bà công tâm nha mọi người. Trúc Phật Bà này ở vùng rừng đất Lây. Và đây, cho mọi người thấy. Thứ nhất là cái nguyên bản trúc Phật Bà đây. Đây, trúc mật Phật Bà mọc mọc ngoài tự nhiên như thế này đây mọi người. Đấy, đây, cây người ta chặt về đây. Đấy, ở vùng rừng như thế này. Chỉ giờ chỉ còn được
một mầm hai mầm là cái mầm này thôi đấy, mầm này thôi, còn dưới là nó người ta bỏ sao mình không gãy rồi, nó này chỉ xài được mấy cái mầm kia thôi nha mọi người. Rồi ai lười ghép thì mọi người có thể lấy nguyên bản về chơi nha, thấy con cây rất là ok rồi nha. Rồi đấy, đây trúc phật bà hàng bốc rừng nha mọi người, đấy nguyên bản thứ nhất 600. Rồi tiếp theo là đến phần dề. Đây dề trúc đầu tiên, đây mọi người thấy củ cái trái của nó không, củ to dễ sợ luôn đấy. Rồi đây, rồi dề thứ hai, dề trúc thứ hai em bán với giá 400 nha mọi người. Rồi tiếp theo đến dề trúc thứ ba 400 đấy. Dề này có cả dính cả kim điệp xuân vào trong nữa mọi người nha, đấy kim điệp xuân này đấy, hoàn toàn tự nhiên. Đấy, nó mọc chung với cái cây gì thì kệ nó đấy. Đấy, này mọc chung với kim điệp đây, thằng mẹ này mùa này ra hoa thì thằng này đây to khỏe mấp máp đẹp. Rồi đây là cái phần thứ ba 400. Tiếp theo là phần thứ tư, cây này nó dài này đấy, sau bồi hoa nó sẽ dài thôi đấy, từ tỷ lệ từ ra hoa từ đây lên tới ngọn luôn đấy. Rồi, rất là ok rồi nha mọi người, cây rất là khỏe rồi. Đấy, hàng bốc rừng rau ria rồi tìm lắm ấy. Em chỉ bán hàng bốc rừng thôi, còn hàng ấy em không bao giờ em bán. Rồi tiếp theo là về số 5, phần số 5 250 hạ về. Đây về đầu tiên đấy. Đây là những cái cây bốc đó, từ cái các nguyên bản mà không không chặt được nha mọi người đấy. Rồi đây là về thứ hai. Rồi hai về này em bán với giá 250 đấy. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Thế thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua cái số điện thoại 0120 611 5694 đây nha mọi người. Đấy. Rồi một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận cái clip mới thì mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh nha. Rồi, rồi một lần nữa chúc tất cả mọi người một buổi tối chủ nhật cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi em xin phép chào tất cả mọi người nha. Rồi.